Chào các bạn. Lâu rồi tụi mình chưa làm những cái clip mà liên quan tới 50 giờ rồi sinh tồn các kiểu bạn. Nên hôm nay tụi mình sẽ làm một cái video mà liên quan tới cả hai cái luôn. Đó chính là vừa 50 giờ mà vừa có một tí nữa sinh tồn luôn. Đó chính là 50 giờ cắm trại theo cái phong cách hên xui. Dưới đây mấy bạn nhìn thấy là mình có những cái chiếc túi từ nhỏ đó bạn. 1 nè, 2, 3, 4. Và cuối cùng là hai thằng cầm mới được cái túi thứ 5 nha các bạn. Túi này là ông già Noel ông bỏ cả thế giới vô phát quà cho bé bé luôn các bạn. Phát quà hết luôn. Nói chung là có 5 chiếc túi và ở đây tụi mình có 5 cái lá hâm và 5 người chơi. Cứ ai bóc vào số nào thì sẽ có cái túi đó. Và cái hay của cái clip hôm nay chính là thằng nào mà xui bóc vào được số 1 này các bạn sẽ được cái túi rất là nhỏ luôn. Và tụi mình sẽ làm một chuyến đi rừng nha các bạn. Đi rừng và có cái túi nhỏ xíu như vậy. Anh nghĩ là chắc là sẽ bỏ tiền vô đây thôi, vô đó mình gặp khỉ hay con gì mình mua đồ của nó thôi chứ vô đây thì ăn cái gì các bạn. Và thằng nào vô số 1 thì chắc chắn là sẽ sinh tồn. Và vô số 5 thì nó có thể ngủ luôn trong đó luôn. Đơn giản vậy thôi. Nói chung là bạn này thích cái series 50 giờ cắm trại sinh tồn tụi mình nhấn một like. Video nếu đạt đủ 300k like sẽ có tập kế tiếp luôn nha các bạn. Như tập trước là tụi mình làm tình ấu ngoan đúng không? Đúng rồi. Và ăn đây thường nó rất là nhỏ các bạn nên mình sẽ không cho nó chơi trước. Chơi trước bốc vô bọc sau tội nghiệp lắm. Cho chú bé Đằng chơi trước nha. Cho má em quanh sót luôn nha. What the hell cho tôi cái túi liền. Cho hỏi kệ ta chết rồi toàn luôn ha. Được em luôn ha. Chết tôi rồi. Thôi xong rồi. Đi lò rồi. Tao lấy hết. Nó ngồi xấu luôn rồi. Ba sao lại túi này. Túi này đủ sống rồi mày. Alo ha. Alo giao hối hạn nha. Okay. Bóc trước thì có thể là bây giờ mình sẽ vô một sao thì tụi nó không có lo một sao các bạn. Còn nếu như mình không vô một sao thì tụi nó tới công chuyện. Nha mọi nha. Ok. Rồi anh thấy số 1 cái gì rồi. Số 2. Oh my god. Số 2 đã là ok nha các bạn. Hào cái này đựng được có mì với lại cọc tiền đây là đủ sinh tồn rồi. Vậy là chúng ta sẽ còn số 1 nè, cầm nè. Số 4 dĩ cầu nha. Ok, giá tờ bóc vô y vậy luôn, là y như kịch bản luôn nha các bạn. Bóc lên may 2 là xuống. Hai đứa bóc cùng lúc luôn đi. Giờ em bóc trước á. Anh dĩ. Oh! What the hell? Siêu! Đổi vòng rồi mà. Ghê à, như thật luôn kìa, đưa nó 4 là vô 4 thiệt luôn kìa. Tụi mình không đánh dấu gì đâu nha các bạn. Chơi hên xui chơi vui không mà vô. Vô túi nào cũng vậy hả bạn. Vô rừng túi lớn chưa chắc đã ngon đâu bạn. Những cái túi nhỏ như vậy nè chúng ta mới có thể trải nghiệm được cái sự sinh tồn ở trong rừng các bạn. Cái sự gọi là hiếu nước ngọt nè, hiếu đồ che mưa, đồ hiếu cơm, đồ cái kiểu thì nó mới vui chứ mà đem đầy đủ thì không có vui đâu. Làm đạo lý. Đúng rồi, tại vì anh hai sao mà phải đạo lý chứ. Đạo lý rồi, đổi luôn anh ơi. Đổi qua anh xíu luôn. Nếu như anh hai túi thì được. Ok, nói chung là bây giờ tụi mình sẽ đi siêu thị. Muốn mua cái gì cũng được các bạn, mua cái gì cũng được. Nhét vào trong cái túi này, miễn nhét vừa thôi. Không được nhét như ra nha, phải nhét vừa. Ok, lần này là sẽ khác tập ba lô. Ba lô là tụi nó nhét dư ra luôn. Còn tập túi này là phải nhét đúng trong cái túi này. Cái gì cũng được, bỏ tiền vô, bỏ vàng vô cũng được hết. Miễn đầy cái túi này. Và đem vào rừng, sống 50 giờ trong đó nha. Ok, và sau 3 phút lần nữa các bạn nhấn like mạnh tay các bạn. Số lượt like rất là quan trọng, nó giúp tăng đời sức cho video và giúp cho mình biết có bao nhiêu bạn yêu thích cái series này. Và tụi mình sẽ làm tập kế tiếp nha. Rồi tụi mình tới siêu thị nha các bạn. Và mình có 2 sao. Túi mình nó vừa y cái túi gạo luôn đó các bạn. Chắc quất túi gạo vô rừng nấu cơm quá. Thử coi vừa không nha. Giấy tờ cho vừa. Vừa khít luôn. Đồ hơi bên hông này chắc dắt thêm được mấy cái con cá rồi mấy con dao rồi cái kiểu đó bạn, sinh tồn luôn nha. Ok, tuyệt vời. Vậy ăn chắc xong thì ăn luôn rồi. Này làm gì vậy, mua dữ hả? Em ở trong gần hết mùa Tết luôn anh. Mua 3 bao hả? Nè luôn này là được cái tô nè, cái chén nè. Rồi, hiện tại là tụi mình đang ở quán mì tôm nha bạn. Và mình mới hơi được hàng đại. Thể hiện thôi. Lấy hết nha, không có chữa cái gì hết á. Hello. Chào anh. Sao mua nhanh dữ em? Em vào một sao túi cấp 1 anh ơi. Mua có lon bò cụm là xong rồi. Đi rừng mua lon bò hút. Dùng để nấu nước. À, chiến thuật các bạn. Đúng rồi. Còn anh thì 2 sao. Số 2 các bạn cũng y như em thôi. Anh mua được khoảng mười mấy món em. Wow. Mà giờ em ngồi đây em chán quá, không biết làm gì hết anh ơi. Sao chơi game em?
chơi game thôi, bình thường em xui lắm. Ngoài đời á thì em vào một sao, vào trong game, đến trong game á thì em toàn bị BK đã hết mà còn bị cướp tài nguyên nữa. Ghét rồi em bỏ game luôn rồi. Là một game hữu chuyên nghiệp thì mình không có nào mà bỏ game như vậy được em. Như đây nè, anh chỉ em chơi con game ngày Tết chắc là vui luôn. Đâu anh? Hiện tại anh đang chơi cái con game Warpath Nguồn Chương Chiến Hỏa nè em. Hình mặt thằng lính nè ha. Thấy không? Đây là một cái con game chiến thuật thời gian thực. Trong game này thì không có cái hoạt động cướp bóc tài nguyên. Đây là một cái con game mà chúng ta sẽ xây dựng căn cứ, nâng cấp căn cứ, mua lính nè, mua xe tăng, đồ thiết lập quân đội để đi tấn công người khác. Trong cái game Warpath này chúng ta sẽ có là 100 loại xe tăng, 34 loại pháo và 27 loại vũ khí bộ binh. Wow. Và còn nhiều cái loại đơn vị khác nữa em. Chúng ta sẽ xây dựng căn cứ nè và nâng cấp các nhà mạnh lên nè. Như đây mình sẽ nhấn vào cái nhà, sau đó mình nhấn vào chữ nâng cấp, sau đó bấm vào, nó tiêu tốn tài nguyên nữa ha. Mình sẽ nhấn vào nâng cấp và nhà sẽ được nâng cấp ngay lập tức luôn, không có cái thời gian chờ như những game khác bạn. Như game khác là nâng cấp là phải chờ mấy tiếng đồng hồ. Ta sẽ chọn năm hết bên này luôn và đánh thử cái này cho em coi. Tấn công nè. Đó, anh kéo quân đội từ bên căn cứ của mình qua mình đánh. Thua rồi, không sao. Chúng ta vẫn mua lại được nè, bấm vào đây mua nè, huấn luyện lại. Và trong vòng 5 phút là mấy này nó sẽ được, mấy lính của mình sẽ được mua. Mua xong rồi mình có thể đánh lại, không sao hết. Đặc biệt là hồi phục quân lính thì tốn rất là ít tài nguyên. Em ở đây tốn có 500 đại tiền, mà tiền của mình quá trời luôn, chỉ tốn thời gian là khoảng 5 phút thôi. Con game này là chúng ta có thể tùy ý vận hành quân đội, muốn đứng đi chỗ nào thì đi, muốn đánh chỗ nào thì đánh, và có cả chức năng đánh tự động nữa. Ồ, tuyệt. Đúng rồi, chứ thường là mấy game là tự động đánh chán lắm, con này là mình có thể tự tí di chuyển nữa. Đó là lý do mà anh chiến đấu hết mình, không có sợ thua rồi các kiểu, khô máu hết luôn. Vì hồi phục rất là nhanh, không sợ mất mát và không có gánh nặng quân lính đó bạn. Và mua rất là rẻ, ít tiền nữa, không tốn quá nhiều tài nguyên đó hồi phục. Wow, game hay vậy anh, để em tải về em chơi trong dịp Tết nữa được. Đỡ xui và gặp mấy cái tâm trạng mình nó tốt lên sao. Đúng rồi, không bị test nữa em, Tết là phải tâm trạng phải vui tươi. Đúng chơi rồi. Game Warpath, không lo gánh nặng về tài nguyên, hồi phục nhanh chóng nha. Và đặc biệt là nếu như mà em thấy căn cứ của em quá là yếu hoặc là em chơi gà quá thì em có thể đi tìm liên minh, liên kết liên minh được các kiểu để cùng nhau chiến đấu mạnh hơn em. Như anh với em chơi chung là anh với em tạo liên minh quýt người ta. Và đặc biệt là trong dịp Tết này, Warpath đang có cái sự kiện là lễ hội mùa xuân. Trong cái sự kiện này thì sẽ có các ngôi sao bóng đá chúc Tết nè, gửi bao lì xì, chia sẻ hàng triệu vàng và các giải thưởng có giá trị như là iPhone nè, máy PS5 nè, máy Switch nè. Nói chung là bạn nào muốn chơi game Warpath này trong dịp Tết thì các bạn nhắn vào link tại phần mô tả video để chiến đấu cùng tụi mình. Game này là chơi hô cũng không cay cú nha các bạn. Chiến đấu ngày xuân, muốn chiến là chiến. Chiến em, chiến. Lấy điện thoại ra chiến. Ok. Rồi ok, mình đã tới được rừng Tánh Linh của Bình Thuận rồi nha các bạn. Đây là một khu rừng mà có rất là nhiều tài nguyên nè, suối nè, cá nè, cua nè, ếch nè, nhện khổng lồ nữa. Nói chung là một chỗ cắm trại sinh tồn rất là tuyệt vời. Và như các bạn nhìn thấy là tụi mình mỗi người đều đã có một cái túi đầy ắp luôn. Chỉ riêng có thằng Đại là không đầy ắp được. Sao còn quá trời lót mà em không đựng Đại? Đó là cái vấn đề anh, nặng phải. Tụi mình sẽ quay sơ qua, chút nữa review chi tiết sau, giờ lấy ra cực lắm. Nó có 3 bịch Aeon, rồi túi ngủ, võng, 7 bắt cua, lưới ván rồi các kiểu. Nói chung là đồ nó khá là nhiều nhưng mà nó vẫn không đầy được cái túi của nó. Nếu nó mà đầy thì chắc nó không ginh vô, không nó nổi đâu các bạn. Có túi bự mà không mua đầy nè, dở rồi. Nè, như em nè, túi cấp 1 mua cái đầy luôn anh à. Anh thấy có mấy hạt gạo. Em nhét cho nó full luôn anh. Tiết kiệm các bạn, đem gạo theo nữa. Còn mình thì cố gắng nhét, nhồi nhét các bạn, để không lòi ra các kiểu. Vừa y luôn, gạo, nước mắm, bột ngọt, dao sinh tồn rồi các kiểu chứa đựng trong một cái túi này. Còn toàn vừa đầy luôn hả? Đúng rồi anh. Rất là hay luôn, túi ngủ, bánh kẹo rồi vừa đầy luôn. Còn vậy hình như thấy dư cái vậy? Được miếng anh. Không, nhắc nhắc đầy luôn em. Không anh ơi, nói một vấn đề đó với em luôn anh. Cái này em cháu em ở xuyên con ngồi này luôn. Ok, đi di chuyển mọi người. Đồ em nặng quá anh ơi. Bây giờ là tụi mình sẽ di chuyển đến chỗ có nguồn nước các bạn. Chứ trong rừng mà ngay chỗ này là sẽ chết khác luôn. Như mình là không có một cái giọt nước nào trong đây. Cắm trại tại đây là tạch luôn nha các bạn. Bây giờ là tụi mình phải đi tìm suối để có nước uống nha. Và trước khi đi tìm cái nguồn nước thì tụi mình sẽ bắt đầu lấy giờ. Clip thử thách 50 giờ mà, phải lấy giờ chứ bạn. Bắt đầu, và thời gian nó chạy. Chừng nào cái đồng hồ này nó đủ 50 giờ thì tụi mình sẽ di chuyển về nhà và kết thúc video các bạn.
Nói chung là các bạn nhắn like mạnh tay nha, để tiếp động lực cho ông bà Noel kinh quà. Mình thì không cảm thấy động lực đâu. À quên. Mình đi mình quên đeo áo khoác các bạn. Kết quả là mình chơi mặc ba cái áo luôn nha, ba cái quần nữa cho giữ ấm. Với lại quần áo mình không bỏ vô đây vừa nha. Còn ăn cũng chơi vậy luôn các bạn. Giữ ấm. Trước khi đi là dây này có thể là sẽ có nước bên trong đó bạn. Mình coi nhiều clip Tây Bắc lắm rồi. Dùng con dao xịt tồn. Ơ nè. Dễ. Đâu. Nè nước nhiễu thấy không? Nước đâu. Đó. Đau thử à. Thấy nhiễu liên tục phải không? Sao? Ừ, nước ngay anh. Như nước suối vậy á. Nước lạc nhách chứ sao gọi là ngọt ngay em. Thì nước ngọt anh. Ờ nước nói chung là như là nước bình thường mấy bạn. Thì ra là thiệt nha bạn, vậy nè. Không phải giả nha. Ủa sao cái này nó không chảy mà cái nhánh đó nó mới chảy hay ha. Là mình phải chặt thật là nhanh mới không là nước nó rút lên đó bạn. Cái này vút cái nhánh ra là phải vút liền. Thôi mệt, con suối rồi. Ghép dễ vậy. Tới suối rồi mọi người ơi. Nước ra là trồng luôn các bạn. Như nước đá luôn. Lạnh cả. Như nước đá vậy. Ờ. Nổi da gà nổi lên kìa. Mát quá. Ok, bây giờ tụi mình sẽ dựng trại nha bạn. Ủa con đại đâu ơi? Nó chưa tới nên rồi. Nó chạy đó. Rồi ok, đội 1 sao và 2 sao sẽ làm liều nha bạn. Tại vì mấy thằng 3, 4, 5 thằng nào cũng đem võng đem liều hết. Chỉ có 1 sao, 2 sao là không có liều. Và hai tụi mình quyết định là nếu như một mình mà làm một cái liều sinh tồn thì sẽ bỏ bữa trưa. Nên bây giờ là quyết định là ăn nó sẽ phụ mình. Tối nay hai đứa ngủ chung. Nhưng mà ăn thì vẫn ăn riêng nha bạn. Chỉ là ngủ là ngủ chung thôi. Có em tưởng ăn chung chứ. Công tình anh em cái bịch gạo vậy làm sao mà ăn chung được em. Cái gì em đem cái bịch này nặng lắm á. Anh gọi có cả xúc xích đó nè. Bây giờ mình sẽ review đồ của 1 sao, 2 sao nha bạn. Ủa ăn có gì em? À, em có một cái lưỡi câu, một cái hộp quẹt và một lon bột cụm và gạo. Ba món. À nó có gạo với bột cụm với lại một cái lưỡi câu các bạn, mà bây giờ nó lấy ra đổ gạo đúng không? Dạ, yeah. Còn hộp quẹt nữa, bốn món nè. Hộp quẹt nha các bạn. Còn mình thì có một con dao sinh tồn, ba cây xúc xích, một chai nước mắm siêu nhỏ, một chai dầu ăn cho em bé, một bịch gạo không vo nha. Gạo này là nấu liền không cần vo. Tiếp tục một chai nước mắm cá cơm, một hũ mật ong, một cái hộp quẹt Hello Kitty, lưỡi câu, một cái ca nhôm, cây nóc nha bạn. Còn cái gói này là không phải hàng trắng đâu nha, mà là ớt nha bạn. Và cuối cùng là một cây đèn pin Molten Top Top để là siêu sáng, tối mình test thử cái siêu sáng không. Và đặc biệt là nó có cả chức năng tạo ra lửa nữa nha bạn. Bấm nút là cái này nó nóng lên rồi châm hút vô. Ồ, cái đó dành cho những người hút thuốc mà. Để sinh tồn được, tạo cái lửa được đó. Rồi ok, bây giờ là hai đứa sẽ hợp tác làm một cái căn liều sinh tồn với bạn. Sau đó bắt đầu tính tới ăn nha. Bây giờ là có chỗ ngủ rồi đã. Đầu tiên thì tụi mình sẽ đi chặt mấy cây nứa, mấy cây tre nha bạn. Nguyên một rừng nứa luôn. Chặt tha hồ. Anh chặt giờ em tha giờ ha. Ok anh. Rồi. Nói chung là hai đứa hợp tác, người chặt người lôi nha bạn. Sau bắt đầu mới quay cảnh dựng trại nha. Rồi tới mình 4 sao nha các bạn. Đồ dùng của mình gồm có, cái này là quần áo dụng cụ cá nhân nha các bạn. Một hộp trà, tít tông, một chai nước suối Satori, dầu rượu ngang, tối nay dâu lâu, một mớ nước ngọt, một chai nước mắm, mì gói. Nãy mình đi bóp nét luôn các bạn ơi. Hủ khô gà và xít tôm khô. Ba cô gái nha các bạn. Mì gói tiếp. Mình mua đa số toàn mì gói mà các bạn. Tương ớt. Tiếp theo là ba cô gái tiếp. Đường, muối,
tưởng, muỗng nẻ, tiêu. Dù gần là không phải hiếp bắp cải được. Phải có rau, một bộ lưỡi câu, nồi. Trong cái nồi này là có một bịch gạo nha các bạn, túi ngủ. Và cuối cùng là cái võng. Phải không? À, còn bộ lưỡi câu nữa. Vậy là hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dâng võng lên và nằm nghỉ thôi, quá mệt rồi. Tiếp theo là tới mình thì bóc vô được túi 3 sao. Và đây là đồ nghề của mình. Đầu tiên là một cái võng, cái ca, hũ mì gói, đũa, bánh, bánh mì, phao câu cá, ba gói mì lẩu hái tôm, ba chai nước Revive, Monster, thêm gói mì nữa, nước suối, xúc xích, hai hũ bò ăn liền, một tiếp kem đánh răng, hương vị sữa, hết. Giờ đầu tiên thì mình sẽ đi dâng võng luôn. Rồi tình hình là mình đang chặt ốc tre, phát hiện ra trong ốc tre có phun nước luôn nè các bạn. Đây mà mình lỡ chặt thì phát hiện ra nước mới kêu cameraman là nó quay. Mà mình sẽ hấp thử. Sẽ có nhiều bạn nói là mình chế nước vô nên chắc là mình hấp thử cái và mình chặt thêm ống khác nữa ha. Nghe mùi tre vô quá. Đã chặt được ống khác mà còn mọi người nói mình chế nước vô. Đây ống này còn mới luôn nha các bạn. Thì ống này không có không? Ủa sao kìa, không có không không? Kìa. Ống này không có các bạn, mà ống này lại phun nước. Kỳ ta. Tên ống này thử anh. Thử ống này coi. Rồi sẽ có ông nào ông nói mình chế nước vô rồi. Không có nước. Kìa. Ủa sao kìa? Ủa sao ông có ống không ta? Ống này nó đầy ngập nước luôn á. Trải nghiệm thử em. Em muốn trải nghiệm chứ anh. Nước thiệt các bạn. Sao kìa? Ông có ống không? Nghe mùi tre bà. Nồng luôn. Ừ. Cứ kiểu tựa nếu mà cái này ngang tầm với cái nước chuối luôn anh. Mà anh nghĩ là chắc là uống được rồi em. Chắc nấu lên thì sẽ được hơn. Thí nghiệm của đau bụng nha. Đây vậy là các bạn nấu mình đổ bỏ một nồi nước, các bạn bỏ cái cây miếng tre vô, các bạn nấu sôi lên cái uống vậy nó lợi lợi mà nó hôi gình nó làm sao á. Không ngon đâu nha các bạn, không ngon. Cái này là thiệt á nhưng mà không ngon. Rồi ông già Noel tới cái quà rồi. Hello em. Cái ngày này nó cuối cùng cũng đến. Quà anh đâu? Quà anh hả anh? Ờ. Anh có quà cho em nè. Sao mà quà được. Thôi tôi không già đâu em có quà chứ. Không giờ cho trái tim được anh ơi. Rồi xuống rồi tiếp. Rồi cuối cùng mình cũng đã tới chỗ rồi nha. Bây giờ thì sẽ review đồ thôi. Đồ mình hơi nhiều quá. Đầu tiên cái ba lô của mình không ấy hiếu rồi. Mình giàu mà. Tiếp theo là một cái võng. Chút nữa mình kiếm chỗ dăng sao nha. Một cái túi ngủ, bộ dụng cụ bếp, cái này chúng cái nồi luôn mấy bạn. Một miếng khô bò, ba trái cam, một cái lưới cua. Rồi bây giờ tới phần đồ ăn nè. Hai chai trà, hai gói mì tương đen, hai gói mì gà cay phô mai, ba bịch bánh snack, hai hộp cà ri. Còn thiếu cái hộp cà ri nữa. Một chai Fanta cam bự và một chai Coca bự nha các bạn. Và cuối cùng là một bịch canh rong biển. Một lon, hai lon, ba lon, bốn lon, năm lon. Năm lon Steen con cưng, hai bịch tteokbokki, một bịch trứng gà, thêm một bịch bánh nữa mấy bạn. Ba hộp cơm, bộ muỗng với đũa, một ly mì và cuối cùng là bốn dây tay rocket. Trời ơi, như gãy đồ 50 giờ chắc mình sống một tuần luôn cũng được mấy bạn. Rồi, trưa nay thì mình ăn phở trộn nha mấy bạn. Ăn nhanh gọn lẹ luôn nha. Ghét đây để xíu đây mình sẽ đốt nó. Nước đây mình lấy dưới suối nha mấy bạn. Nó hơi bị lạnh á. Giờ để ra nấu và quất thôi. Giờ mà để nó sôi lên là chế vô và hưởng thức thôi. Rồi sau một hồi thì nước mình đã sôi nha bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Sau một hồi phở của mình cũng đã mềm nha bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vô và hưởng thức thôi. Trộn lên và ăn thôi. Ok, mình chưa ăn sao mà buổi sáng đã hoàn thành được cái sàn của cái nhà tre nha các bạn. Khá là chắc chắn luôn. Bây giờ là tới tiết mục biểu diễn ăn trưa nha. Trưa nay chắc mình sẽ làm một bữa tiệc xúc xích. Còn mình thì trưa nay thì chắc mình ăn cơm lam với uống bò cụm. Pha thử đi. Lên lửa luôn mấy bạn ơi. Đi mấy cô ơi, ăn trưa mấy cô ơi. Trời, mọi người chưa ai ăn hết thì em ăn trước rồi, đói rồi vậy. Đúng rồi, đi giết đói và đồ ăn nhiều quá, ăn phải bớt. Giờ chuẩn bị mọi người tập trung ăn, nó ăn trước rồi các bạn. Ngon quá không? Uống thì miếng gì vai nữa. Rồi tình hình là quý vị đã đói quá, ăn trước rồi nha các bạn. Nên giờ còn bốn móng tụi mình biểu diễn ăn sao nha. Đầu tiên là, ủa anh, tại sao anh một sao mà anh lại phải đem hộp quạt ra.
Em cũng có đem nè. Cái gì mà thổi đàng hoàng là mình có thể đựng được té ớt hay gì nữa hay đúng không? Tại sao mình một sao mình đã hy sinh mình đem một quạt? 5 sao với 4 sao này chắc phải đổi đồ ăn rồi. Rồi sau khi có lửa thì tụi mình sẽ ra bờ suối bút nước nha các bạn. Nước rất là trong luôn. Nhưng mà không phải uống liền được nha các bạn, phải nấu lên mới uống được nha. Rồi tụi mình sẽ bỏ lửa vô nồi nha các bạn. Lửa vô nồi nha các bạn. Oh my god. Áo phật. Không sao em. Đúng rồi. Còn mình thì sẽ cho gạo vào ống nước nấu cơm lam, do là mình không có nồi. Ủa em có vô đó gạo hả? Tiết kiệm anh, còn gạo của mình tiết kiệm. Rồi trong thời gian chờ nước sôi thì mình sẽ ăn xúc xính nha các bạn. Có ba cây chứ ăn hết, có làm biến nấu cơm quá. Làm cái nhà sàn tốt sức quá. Bữa trưa đơn giản thôi. Còn ăn gì cu? Chiều nay thì mình sẽ ăn bò bít tết, cái bánh caro. Em mấy sao ạ? Em 3 sao ạ. Có sao ăn chén gì ạ? Tức cái túi nhỏ mà anh đựng nó ít quá, với một cây xúc xích nữa. Còn mình 5 sao. Trưa nay ăn mì tương đen Hàn Quốc, tráng miệng bằng một cái táo rocket và uống trà. Trời đơn ơi, giản nhìn, thôi. Nhìn đã vậy, ganh tị quá. Công sức mà anh vét vô đây trời ơi, té mấy lên té. Mấy sao chứ, 5 sao hả? 5 sao anh. Thôi gọi 5 sao mình không có gì để nói. Nói chung là bữa trưa tụi mình đơn giản vậy thôi nha các bạn. Bữa tối mới là bữa chính nha. Rồi tình hình là nước mình sôi sùng sục luôn rồi nha các bạn. Sôi quá trời quá đất luôn. Uống liền kiểu nóng anh ơi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài suối các bạn, ngâm nó cho nó nguội mới uống nha. Đợi. À! Rồi, cái nồi nước của mình thấy nó tim tim rồi các bạn. Mình bỏ mày vô mình trụng luôn nha. À, tuyệt vời. Xe ghét chưa? Rồi, chờ cho nó nở thôi. Mình nó nở rồi các bạn ơi. Chế nước ra và chế gói sốt vào ăn thôi. Né anh ăn chứ anh ăn ganh tị nữa. Mẹ chút đổ hết chứ anh ganh tị nhiều lắm em. Sao mà đỡ được. Bước cuối cùng, tương đen trộn đều thôi. Mì tương đen này ăn nó nhẵn nhẵn các bạn, ngon mà dai dai nữa. Ăn thì ăn đi, nhìn anh làm cái gì không biết nữa. Thương anh ăn đó. Anh em tốt mà. Ngon. Nhớ ơn rồi nha anh. Nhớ, anh sẽ nhớ em suốt đời luôn. Đúng rồi. Ôi, ô cha. Trà của Nhật Bản các bạn. Cái này thì mình uống rồi. Trà này nó đẹp nhất nè, uống đắng đắng nhưng mà ngon lắm. Tráng miệng là táo rocket thôi. Có món chín rồi còn có món tráng miệng nữa. Món này không cho được các bạn ơi, món này ngon lắm. Không có khó cho lắm. Nói chung là đơn giản thôi nha, thì mình rút cho anh ăn ngồi đây áp càng mình. Ba anh nha. Ba em. Nó cày mới làm đổ hết rồi. Thôi nghe bé rồi, uống nước đỡ rồi em, mới nước anh mới nguội luôn nè. Em có rồi anh ơi. Em à, đó là nghiệp em. Còn mấy công ăn vội cũng được. Giờ thì chắc mình ngồi mình chờ cơm lam cho chín chứ không biết khi nào nữa. Ờ cũng sắp rồi nè, cháy cháy hết nửa mặt rồi bạn. Đợi trái trái bên đây nữa là mình lấy ra ăn được rồi. Sau cả hới kỹ thì cơm lam của mình nó cũng đã chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Nhìn nó bóng bẩy chưa kìa. Mình sẽ chẻ nó ra nữa. Đây ống cơm lam tuyệt vời của mình. Sao cơm nó ít quá vậy ta. Từ từ để mình lấy ra cái này đã. Như đây là cũng đủ một buổi trưa rồi đó. Như thế này là khá là nhiều tinh bột luôn các bạn. Đừng xem thường quá nha. Mình sẽ khui bọt cụm. Từ từ ăn không trước đi. Nghe mùi của ống tre chút bạn, ngon lắm á. Còn giờ mình sẽ pha thêm miếng bọt cụm xem như thế nào ha. Đỡ này đi. Cơm lam tre với bọt cụm. Mình cảm nhận như là mình đang ăn cơm bò tại nhà vậy á. What the hell? Ngon lắm á nha. Đáng để thử tại nhà. Ngon. Nói chung thì buổi trưa mình chỉ có nhiêu đó thôi bạn. Đầy đủ năng lượng rồi. Trong thời gian anh Lâm đang làm cái khung xương mái nhà á bạn,
thì mình tranh thủ thời gian đó mình đi kiếm lá, mình chặt lá về mình lớp lên cái mái, làm cái khung xương, ủa làm cái mái che để che mưa che gió nha bạn. Lá mình chọn đó là lá cao, nhìn vậy thôi là đã thấy đẹp đẹp ở bạn, nhiều lá mà chụm lên đó là có thể che cả bão tố luôn. Khi mình đi chặt lá thì mình được như đây hả bạn, còn anh Lâm đi đâu không biết luôn, nên mình sẽ đảm nhận phần lợp mái nhà, mà tính ra mình vừa về là anh xong luôn cái mái hả, hay thiệt chứ. Nhìn cũng đẹp các bạn, nhưng mà xong được khoảng 1/4 rồi, giờ đi chặt thêm 3/4 còn lại. Tình hình là cu đại nó đem theo cái lưới bán các bạn, mà nó không biết văng nên mình chứ vậy biểu diễn. Biểu diễn thôi nha, biểu diễn giùm nó thôi nha. Chứ cá mắm này ăn cái gì, cho mình lấy liền luôn. Hả? Coi diễn hay vậy, xả lưới giùm em. Rồi từ tối rồi tụi mình lại quay quằng bên đống lửa. Ủa lần này đủ dễ vậy hả? Quá ăn, lần này ăn mới ăn chung với anh em mới vui. Đúng rồi, vậy. Ăn chung mới vui chứ. Và ăn bữa tối nha bạn. Đại ăn gì nữa hả? À, tối nay thì em sẽ ăn cơm cà ri bò anh ơi. Vậy là biệt có canh đó nha các bạn. Canh rong biển hến. Cho hộp cơm vào ham luôn á. Mời bỏ đồ cơm vô. Đó. Đây mình xé ra mình có 4 viên này nè thấy không? Đó, đây là viên cà ri với em. Là bây giờ chút nữa cơm chín á, các em hạ cái té này vô em trộn trộn cái thành cơm cà ri vậy em. Nhưng mà nó không có thịt thà gì hết á. Cái năm sau phải ăn gì chết rồi. Rồi tiếp theo là mình thì mình lại nấu nước trong cái ly. Nhưng mà lần này thì mình sẽ bỏ gạo vào nha các bạn. Nấu cháo nha. Rồi mình nấu thôi các bạn ơi. Nấu cháo. Rồi Dĩ ăn gì vậy em? Em nay em ăn mì lẹ luôn anh. Mai mới biểu diễn làm mâm cơm gia đình. Cái này ăn mì cái năm sợi chảy ta. Thì tôi ăn mì luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi chút nữa tối này chảy nè. Chứ ăn mì tiếp. Rồi ăn gì em? Còn mình thì tối nay lại tiếp tục cơm lam. Mình bắt hết gạo trong cái túi của mình rồi, giờ là hết luôn á. Ăn cơm lam, uống nước cơm. Suối. Nước suối trâu cụm, ố bọt cụm. Và còn thêm một món nữa nha các bạn. Đó chính là ăn đọt hũ cao. Đây là cái đọt của cây cao các bạn, cao kiển á. Ở trong là có cổ hũ cao, mình sẽ đem đi nướng. Đó tí nữa mình bóc vỏ, cơm lam cũng nướng luôn. Nước cũng nấu luôn. Rồi hết chỗ luôn. Cuối cùng tới mình. Tối nay thì mình sẽ ăn mì trộn và uống Monster. Đây Monster của mình đây. Mình lấy cà lông đi nấu nước rồi, nên phải chế ra cái chai. Mấy thằng ăn mì không có gì thú vị đó bạn. Đi gừng mà ăn mì. Túi nhỏ phải chịu thôi anh ơi. Đi gừng mà ăn cơm. Có thằng năm sau kìa cũng cơm mà có lạ lắm. Có người không vui ở đây. Hồi chưa bị đổ mì giờ thì em lấy cái cục cà ri của em đổ vô đây cho anh thử coi lại đó. Trời ơi chảo cà ri chẻ đường cái ngon quá các bạn. À, rồi không sao nó đổ nước thôi à, đổ nước thôi à.
Nước của mình cũng đã sôi nha mấy bạn. Giờ sẽ chế nước vô. Dạ, để mì mềm mới thôi. Mì mình cũng đã mềm rồi nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vô và ăn thôi. Ăn mì có gì đâu review. Nhìn cái cháo của anh nè. Hỏi gì cháo anh nhìn nó gì. Dạ dạ. Cháo gì hộm. Gì hộm. Sao nó thơm kìa. Ủa cháo cà ri ông nội ơi. Nó sôi là chín rồi em. Chính là đúng mà. Ừ. Mình sẽ tận dụng cái nước sôi này để làm canh rong biển nha các bạn. Đây rong biển mình bỏ đây nè. Dạ. Có ngay một chén súp. Rồi em xé cơm này ra nè, cái bỏ cái cục và sốt của em vô anh trộn lên ăn. Nghe thôi là anh Lâm nha mấy bạn. Ăn không được là mình chửi. Chủ nhà sản xuất em phải anh đâu. Cái cục này. Ờ. Bỏ đây. Đó rồi trộn trộn ăn đi. Nó cục sô cô la quá ha. Ừ. Review nha, chân thật nha. Ngon nó ngon, dở nó dở nha. Để mọi người né ra mọi người không ăn. Cục mà như cục gia vị vậy mấy bạn. Nó mặn mặn à. Mình nghĩ là ăn canh rong biển ngon hơn. Ờ. Biết vậy mua chục bịch nó ăn. Đây có mấy bịch? Không có hai bịch đâu. Cho anh mua cái muỗng anh review thử cái cháo mà bỏ cái cục đó của em vô ăn như thế nào nha. Ngon lắm anh. Đây bạn thấy cháo nè, như cháo heo phải không? Nhưng mà nó là cháo cà ri nha. Anh biết che không? Nó nấu cái nồi cà ri y chang vậy luôn. Không. Nó mặn mặn ngọt ngọt được lắm á. Y chang cà ri thiệt á. Cái hộp gạo này nó khó nở các bạn, nó chưa nở lắm. Không sao. Vừa nấu vừa nở rồi vừa ăn luôn. Nhìn nó bắt mắt gì hết rồi. Bây giờ sinh tồn rồi. Khó mà ăn. Cây cơm lam của mình nó cũng đã chín rồi. Nhưng mà chín một cách nó lạ kỳ lắm. Thôi ăn luôn hả? Nhưng mà chắc không sao đâu. Theo linh cảm của mình là nó sắp thành cháo luôn hả? Mình sẽ chẻ ra mình coi thử. Đừng khinh thường mình. Rồi hả? Wow. Mềm anh ơi. Nhưng mà nó chưa dính lắm. Chờ xíu cho nó nguội xíu các bạn. Later. Chết rồi. Hay vậy? Nó không ngon bằng bữa trưa. Lần này nó khô hơn á. Chắc do mình bỏ ít nước mà. Nhưng mà ăn được. Cái này mà cuộn với bạc nữa là đúng bài á. Rồi tiếp theo là tới món cổ hủ cao. Bọc bắp với em. Nước cũng sôi rồi. Cùng phục luôn. Lấy ra luôn. Trời ơi, đi gần mà ăn cơm lam, rồi ăn thêm cổ hủ cao nữa. Đúng chắc sinh tồn luôn. Chặn xíu nha bạn. Cái này phải nguội mới ăn được. Nóng quá. Sau một khóa luyện cơ tay thì cuối cùng mình cũng khui được con hàng rồi nè. Hàng nóng luôn. Cổ hủ cao. Đọt cao. Đây, mình khui được cục này đẹp lắm nè. Tối nay thì mình sẽ ăn cổ hủ cao nha. Ăn cơm lam. Ăn sụp xỉn luôn. Ngọt ngon. Nghe mùi của cây cao hòa miệng vào với thiên nhiên. Ăn thêm một ít cơm lam nữa nó đúng bài. Uống thêm bò hút nữa kìa em. Con. Sự kết hợp hoàn hảo. Và uống thêm ấy da da nóng nóng. Không được rồi. Để nó nguội. Rồi hiện tại là gần 8 giờ tối. Và Hương Khánh đã gần được hơn 13 tiếng rồi các bạn. Và mình chưa ăn thì hai thanh niên một sao hai sao nên phải đi săn đêm nha. Kiếm mớ cua tép rồi các kiểu để sáng mai mình ăn sáng. Nên là tâm tối mình có cái đèn pin nha bạn. Đó. Nãy ăn thấy có cua đá đây đúng không em? Đúng rồi. Nè, cameraman nè, quay vô nè. Alaska. Mà như nó biết bún đúng không? Đúng. Nó bún ra làm sao không anh? À, vậy là chú chặn này sao ha? Ờ mẹ nó bự kìa. Cua không bằng con chân em. Con cua mà nó bự vậy mà em là không bằng con chân em. Dạ thả ra cái nó quất anh liền chứ.
Ngon lành canh tối này bội hưu luôn rồi. Rồi sau buổi săn đêm thì mình chỉ ăn bắt được một con ếch rừng nha bạn, mình lột da nó luôn rồi nha, và một đống cua đá với lại tép luôn. Bây giờ mình sẽ ra suối mằng nó và mượn được cái nồi của ông Đại nha bạn. Đại nó không có nấu gì hết nên mình mượn cái nồi đó nó cho liền các bạn. Đây tụi mình được nửa nồi như vậy các bạn, tôm, cua, ếch. Bây giờ thì cho nước mắm vào nguyên chai luôn nha các bạn. Mình có tới 2 chai luôn, chơi một chai này vô đây luôn. Bây giờ thì chờ nó sôi lên và chơi thôi. Rồi ok, chín nha các bạn. Tuyệt vời mặt trời luôn. Rất là đẹp. Làm con tôm các bạn. Cái mặn đó, còn con tôm nó ngọt ngọt anh. Thành y như là con tôm ghim mặn vậy á. Ngon á. Ok, mai tụi mình sẽ nấu cơm lam và ăn với cái này nha, chứ giờ ăn này mặn lắm. Rồi ok, tụi mình đến giờ đi ngủ rồi nha bạn. Cụ Đại thì ngủ giỏng, có túi ngủ luôn luôn đã chứ ta. Giờ Noel mà. Rồi tiếp theo phía bên đây, Toàn với Dĩ hả? Đúng rồi. Hai bé cũng ngủ giỏng luôn, có túi ngủ không? Không anh ơi. Ủa không có túi ngủ hả? Không anh. Còn Dĩ thì sao? Có mà. Một thằng có ăn không? Mà nực quá. Rồi còn mình với Găng thì sẽ ngủ trong cái nhà sàn nha bạn. Phía trên được lợp lá cao, phía dưới thì lót tre cách mặt đất các bạn. Nói chung là tối nay nếu như mưa gió hay gì đó thì tụi mình sẽ cập nhật sau nha bạn. Rồi chúc em ngủ ngon nha. Tụi mình ngủ ngon, chắc tối nay anh với em thấy ôm ngủ. The next day. Rồi trời sáng rồi nha các bạn. Tối hôm qua ngủ lạnh quá nên mình với Găng phải xuống dưới đây đốt đống lửa, nấu nước rồi thăm đồ ăn và nấu cơm luôn các bạn ơi, chứ lạnh quá ngủ không được. Em nghĩ là lần sau mình đem theo túi ngủ. Lần sau anh nghĩ là nên đem theo cái mền em. Nhưng mà đó là đối với chú sao cao anh ạ. Trong cái rừng này tánh linh á, ban đêm nó hơi lạnh chứ các bạn, khoảng 15 16 độ gì đó. Nên mình chạy sớm nha. Mấy anh cu thì hiện tại nó còn đang ngủ. Để mình là mình kêu nó ăn sáng chung luôn cho vui nha. Tối hôm qua mấy đứa ngủ ngon rồi, mặt bơ phờ chứ lạnh lắm anh ơi. Chứ họ em có túi ngủ không? Không anh. À vậy lạnh đúng rồi, hợp lý. Đại có túi ngủ không? Có anh, mặc em vui vậy mà kia bơ phờ là sao anh? Mày có túi ngủ không? Có anh. Vậy là thằng nào có túi ngủ là thằng đó vui nha bạn. Vậy là có ba thằng không có túi ngủ là ba thằng không vui thôi. Đẹp anh. 1, 2, 3. Ủa chúng ba ăn gì chán dữ Toàn? À thế này em ăn bánh mì chấm sữa. Mấy sao em? 3 sao anh. 3 sao vậy ăn hu anh chứ gan nữa. Ăn đơn giản thôi. Sao ba đánh gan bỏ bánh mì kìa. Đơn, đúng rồi. Đánh gan kìa. Nhất răng. Thịt kem đánh răng vô cái ăn kìa. Đánh răng buổi sáng. Ok. Nói chung là 3 sao ăn chán quá các bạn ơi. Nhìn nè, 1 sao, 2 sao mà hợp tác là hạnh gì? 3 sao. 1 cộng 2 bằng 3 đúng không? Đúng. Ủa đây cũng vậy hả? Nhầm anh ơi. Okay, mình qua đây. Cua này là tụi mình hâm nó rồi nha các bạn. Cua tép với lại con ếch nha. Đó. Ăn biểu diễn cơm lam ha. Cơm lam của tụi mình thì nó đã chín rồi. Này là gạo của mình luôn các bạn, nhưng mà rất tiếc là lá lành đùm lá rách đó các bạn. Bây giờ là mình chưa ăn ra thành 3 sao rồi. Không có còn 1 sao, 2 sao nữa. Thôi anh trẻ anh ơi, nóng quá anh ơi. Thấy có nó sôi sục sục rồi, chín chưa ăn? Chín rồi anh ơi. Tỏ nước mà vậy hả? Cháo không ăn? Không, không cháo đâu, không cháo đâu. Anh ghi coi chừng cháo rồi đó, được không? Được, kéo xuống đây. Để nắm lên, kẻ ra đây tiếp hả? Dạ. Để anh là thử một đũa coi cơm của em nấu như thế nào nha. Trời ơi, vừa khít luôn kìa. Ủa, rồi rồi. Không sao, không sao, không sao. Quy tắc 3 giây à, sinh tồn mà. Ngon em. Đừng để hấp xuống em, để anh còn ăn nữa em. Đó. Giờ thì nó hình ra giống như sao dẻo quá. Nói chung là buổi sáng của tụi mình là sẽ ăn cơm lam với lại cua kho, ếch kho và tép kho với bạn. Và uống bột cụm, được pha từ nước suối. Anh thì anh uống nước này là nước gì ta? Nước sôi em. Vô. Vô. Thôi, uống cái đi luôn. Nóng quá. Nóng quá. Ủa? Ủa em có đũa mà. À quên. Quên anh. Em trải nghiệm. Mày ơi mặn quá, phải ăn cơm sao biết. Quen à.
mình thấy có mấy xíu thịt bên trong nữa các bạn. Tính ra cua đá này nhiều thịt ghê luôn á. Rồi mình làm con tôm hùm đát phiên bản mini nha các bạn. Kiểu như mấy con hải sản với chuối á, nó ngọt đó anh. Và thêm nước mắm mặn nữa, ngon lắm á. Hay là do mình sinh tồn mình đói quá ta. Ăn kèm với cơm em, vừa ăn lắm, ngon cực. Rồi tiếp theo là 4 sao, 5 sao ăn gì chén chưa ạ? Rồi tiếp theo là 4 sao. Thế này mình sẽ ăn nô, quẩy mì đó các bạn. Đây là tô mì hôm qua thôi. Chắc là mình ăn phở nha. Ủa là sao ta? Lấy cái tô anh. 4 sao cũng tiết kiệm đó hả? Đúng rồi, nó tiết kiệm chứ. Pha thêm 1 ca lít tông nó uống nha các bạn. Lít tông nóng buổi sáng. Rồi xong hồi nước cũng đã sôi nha các bạn. Bây giờ thử ra chế vô và ăn thôi. Là màu rồi. Giờ buổi sáng ấm áp lên. Nè buổi sáng á là phải ăn trong gừng là phải như thế này. Một cái càng cua. Ăn thêm miếng cơm đàm. Mẹ em nghe nè, cháu mơ ăn giòn vậy nè. Đó. Tiếng kêu gọi của thiên nhiên. Cuối cùng là mình, năm sau. Thế này mình ăn lẩu nha các bạn. Cười cái gì, đây là lẩu mà mọi người. Uống coca. Chén miệng bằng một trái cam thôi nha, chừa hai trái chút mình nè. Ta ăn giặt là một bịch bánh ngu. Cho mời mới ăn vậy hả? Giờ nước sôi anh ơi. Rồi nước sôi đại đại ơi. Rồi. Ủa sao tốt với ta? Anh Lâm mà, anh Lâm được tốt rồi em. Em úp trong nhà, hiếp nước rồi hả? Thôi em hiếu rồi. Tốt quá. Rồi, đủ nước rồi nè. Rồi khui coca ra em. Trời ơi, cái này nghi quá ta. Không. Nước tốt vậy. Bù qua phải xé lại cho anh miếng nước đi. Em biết trước rồi nè. Thôi, miếng nước. Rồi, ok, anh chưa ăn uống mà. Rồi, em muốn ăn gì ăn đi. Mình chưa ăn ăn hết cái ống cơm lam mà mới có 3 con cua. Còn quá trời luôn mà. Này, chắc trưa nay mình ống cơm lam mình ăn tiếp ăn ơi. Vô. Ok, đi sang tiếp thôi. Sẵn gì không biết. Rồi, chờ mì nở lâu quá bạn ơi. Mọi người đi hết rồi, không còn ai hết nên mình ăn nhanh rồi mình đi chơi luôn nha. Đây, mì tôm, lộn lẩu. Ăn trái cây đi nè. Trời ơi, trong gừng mà có trái cây nha bạn. Cam mới chịu nha. Sợ nó ngọt. Miếng coca nữa. Ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi biểu diễn kỹ năng câu cá suối. Để làm bữa trưa nha bạn. Vô rừng thì cũng vui lắm, nhiều cái chơi lắm. Đây, mình có đem theo một bộ lưỡi câu nha. Ok. Bộ lưỡi câu nha bạn. Một cái tre mà chơi thôi. Rồi mình sử dụng mồi trùng để câu nha bạn. Trùng này thì cứ ra bờ cát và đào thôi, rất là nhiều. Biết có quay được con nhỏ xíu các bạn, cái lưỡi này nhỏ, rất là nhỏ. Mình móc không được, cái tay bự gấp 30 lần cái lưỡi này. Rồi, quẩy thôi. Mấy thằng nhỏ nó đi câu cá đi chơi rồi các bạn. Cái hai anh em ba sao tụi mình là phải làm bữa trưa nha. Cho tụi mình chuẩn bị những món rồi tập lum tập la, món rừng các bạn. Này cái gì ăn? Lá bứa. Dùng để nấu canh chua ăn chua chua anh. Rồi bây giờ mình phải nướng nó lên mới nấu được hả? Dạ không, em làm đại cho vui em mà. Bỏ vô quất thôi anh ơi. Hờ nó vô quýu. Đúng không? Dạ. Lặt lá non ăn thôi. Đúng rồi. Mà nồi đâu mà anh xài quái anh. Này mới ăn cắp được của thằng chú bé đằng năm sao em. Rồi tiếp theo là bắp chuối nha các bạn. Dao này dao sinh tồn chứ không phải dao làm bếp các bạn, nên nó hơi lục. Chặt cây rồi thì được. Củ hủ chuối hả? Nó bỏ cái ruột cái anh chát lắm anh ơi. Ok. Chế miếng nước vô nha các bạn.
Tiếp theo lấy cái túi Doraemon ra, nước mắm, mình có hai chai luôn, hôm qua chân chai và chân chai nữa nha. Nêm miếng vô thôi. Chút xíu nêm thêm. Có cả ớt nữa nha các bạn. Canh chua là phải có ớt như vậy nè. Đó. Kìa. Bỏ bếp lên nồi, chờ nó sôi mà mâm thôi, hầm cua luôn em. Mình lại tiếp tục ăn cơm ống tre nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ con cua cứ cứu được trong lưới nha các bạn. Con cua này hồi nãy mình cứu nhưng mà tự nhiên bị nó chết nên mình bắt buộc phải ăn thịt nó thôi. Cá này mình cũng cứu cua luôn, cũng chung luôn nha. Rồi. Cho ngọt nước. Sắp chín rồi các bạn ơi. Cái nồi canh của mình là nó sùng sục rồi các bạn ơi. Cua, cá đồ chín hết rồi, mình sẽ nếm thử coi vừa ăn chưa nha. Mẹ sắp chua chứ kìa. Chờ miếng nước mắm cua nha các bạn. Lá này lá chua dưới em, lá bứa hả? Dạ đúng rồi anh. Bứa mà chua vậy hả? Được rồi anh. Ngon á. Nên cho thêm miếng đường vô nữa. Đây, mật ong. Định để bổ sung đường các bạn. Thôi, thêm luôn. Được rồi anh ơi. Chua chua ngọt ngọt mặn mặn các bạn. Cái gì canh chua luôn. Còn cơm lam thì mình nghĩ chắc cũng chín rồi. Mình còn đủ gạo để nấu thêm bữa cuối không em? Còn anh. Xanh thấy nước lên láng hả? Ôi nó vậy á. Nó vậy á. Nước lên láng là vậy hả? Ừ. Nếu chạy hộp gạo là biết chưa chín nha. Ăn. Thấy nó ra hộp gạo luôn kìa em. Chặt đi anh. Tiến đi. Nó ra hộp gạo luôn á. Nè nó cho hộp gạo em nhìn nè em. Chắc phải nấu thêm em ơi. Đâu đâu đâu. Được được. Chín bằng dứ. Ok. Tin tưởng em luôn á. Mình sắp hết gạo rồi đó. Đấy. Thử thử miếng ra, thử miếng ra. Đây đây anh. Nhà úp này nè. Trời ơi. Chín không? Chín rồi, chín rồi. Ok. Tại lần này em cho ham quá anh ơi. Ham mình tới trên đây luôn nè. Ok, tụi mình lại tiếp tục ăn cơm lam. Còn đó chín rồi, anh thử đi. Ôi chết. Ừ. Đây tụi mình sẽ làm thử món canh chua chuối trong rừng với bạn. Chua với canh chua vậy ha. Đúng rồi. Chua với lá me vậy bạn. Nêm nếm thì mặn mặn ngọt ngọt nữa. Ăn bắp chuối nữa. Nhưng mà lá chua quá. Ừ, lá này hay ghê chua bọn. Nay em mới thấy tài nấu bếp của anh là đỉnh á anh Lâm. Trời ơi. Mấy hôm nay em tưởng anh nấu dở chứ. Ngon tuyệt quá. Trong tâm rừng là về là quá đã rồi. Mấy nhỏ giờ tiếp tục chuẩn bị ăn mì nha. Mì ghét. Gân mà đi ăn mì. Nổi mụn hết. Nhất cái cạn cua ngoài đáy rừng coi. Tiếp theo là tới mình. Trưa nay thì mình sẽ ăn mì lẩu hái. Mì được mình chế vô cái tô cũ rồi. Giờ mình sẽ chế nước vô với xúc xích nữa. Và uống bì vai. Giờ mình sẽ để nước mì mềm sau đó trụng mì và ăn thôi. Rồi trưa nay mình năm sau ăn tteokbokki. Trứng gà và uống xì tin thôi mấy bạn. Tteokbokki nhìn cute chứ vậy. Hình ngôi sao trái tim lum la nè. Bỏ vào nấu luôn. Nước sôi thì mình đã nấu sẵn rồi. Hết luôn. Trụng cho nó mềm cái mấy bạn. Và sau đó thì chế nước bớt ra thôi. Mình nước nhiều quá. Cái nồi tteokbokki mình mềm rồi bạn ơi. Mình sẽ chế bớt nước ra nha. Sau đó nêm từng gói gia vị vào thôi. Cái này là gói chắc có chả cá quá. Cái chả nãy mình quên nấu luôn. Thôi trời chắc được. Có muối. Muối hay phô mai gì á bạn. Mình cũng rõ. Cuối cùng là một gói. Chắc có sa tế quá. Đúng luôn. Sa tế. Ok. Ngon lắm. Thơm thơm mùi sa tế đồ các kiểu. Của một lon xì tin con cưng. Ok. Rồi mình 4 sao trưa nay mình sẽ ăn cơm với hâu quẹt nha các bạn. Với ăn lạc xưởng chiên nữa. Chấm rau bắp cải. Bây giờ mình sẽ luộc lạc xưởng trước. Với luộc bắp cải luôn. Rồi cải với cái lạc xưởng đã chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra. Thì mình phải vớt ra từ từ các bạn. Chờ nước này đã luộc thêm mớ cải kia nữa. Rồi xong hồi cơm nó đã chín rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ lấy cơm ra. Mình thấy nó cơm này hơi lạ nha các bạn. Ui da. Rồi cháy luôn rồi. Khét ngạt. Không sao vẫn ăn được nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm hâu quẹt nha. Đầu tiên mình sẽ cho nước mắm vô cái chảo của mình đi. Wow. Chắc như đây là ít quá thì miếng. Tiếp theo là sẽ cho đường vô.
và cho ớt vô nữa. Và không thể thiếu món chính chính là tôm khô. Cho một ít tôm khô vô. Một ít thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó sệt lại và ăn thôi. Xong hỏi cái nồi hoa quẹt mình đã chín rồi nha các bạn. Sôi sụp sụp nè. Mình quên hiểu với bạn là mình có tiêu á. Mình sẽ cho tiêu vô. Trộn sơ nữa. Mình ra hưởng thức thôi. Rồi bây giờ mình sẽ múc một miếng hoa quẹt. Ăn với miếng cơm đi. Cũng khối ra ra rồi. Mặn mặn ngọt ngọt nữa, quá đã các bạn. Cầm cây gạt thưởng cắn ra nữa. Mùi vị của gừng, quá đã. Cắm rau ăn nữa. Uống thì mình bột cụm nữa, lấy sức. Đồ này quá đã rồi các bạn. 4 sao ăn hơn mấy hàng 5 sao là thấy đã rồi. Giờ mình sẽ ngồi đây ăn hết cái đống này luôn. Vậy cái đáy đẹp lắm rồi vậy ơi. Để ra cho cameraman nó quay nè, cho nó ăn thử luôn nè. Nè, nhìn cái trái nè. Đẹp không? Màu tím mộng mơ. Rồi xong, thấy trong nhiều. Lên, 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 lên. Lại phát hiện được một cái cây gì đó mà nó bự chà bánh ná luôn các bạn. Cây này chắc hai người ôm không hết các bạn. Nó bị khoét một cái lỗ nè. Người ta lấy dầu phải sao chảy cái gì đen đen. Đấy không? Nhựa đó nè các bạn. Y như là chậu hắt vậy á. Đốt nó cái nó chảy dầu ra. Những cái lõm luôn các bạn có nước. Dầu. Y như dầu vậy á. Hay là người ta lấy dầu để người ta nhóm lửa ta. Nghe mùi nhựa cay, thơm lắm. Như có thể liếm được vậy, nhưng mà không nên liếm. Thú vị quá, lấy nước ra về cái chừng nấu được á mấy đứa. Rồi tụi mình múc nước đó về, chút nữa chút lửa hơn cái trái nha các bạn. Như dầu nữa rồi. Nước kìa. Cái này là như là cái dầu các bạn. Rồi tụi mình phát hiện tiếp một cây dứa rừng nha các bạn. Đây trái nó gai rất là đau, đâm rất là đau. Bẻ được không nha. Gai rất là nhiều, rất là đau. Qua đem dao rồi. Chắc phải lấy đá quá. Bên trong nó sẽ có những sớ sớ như vậy đó các bạn, những trái hơm vậy. Mà đang khu hí ghê quá, ăn cho chắc đi luôn quá. Rồi, tình hình là cameraman mình nó muốn trải nghiệm tắm suối nha các bạn. Nãy giờ nó quay cái tội nghiệp quá. Trước em. Anh tính thử hết là bơi từ đây nè, nó bơi tới đằng đầu nguồn cái chỗ này nha các bạn. Rồi, vô em. Em mà bơi được cái này là em đạt giải quốc gia rồi đó. Rồi hả? Rồi, em quá rộng luôn. Ê mẹ không biết rồi, bé quá rầu rồi. Đây mình sẽ bỏ nó vô túi cho nó ấm nha bạn, đi suối lạnh lắm. Rồi vô đó cho ấm đi cô. Mình thấy có con cá nữa các bạn. Giải cứu cá luôn. Đây là lỡ rồi mình giải cứu luôn cá nha bạn. Làm ơn mắc quán mà. Cứu nó luôn nha. Vô chơi với cô luôn em. Rồi hai anh em ba sao tụi mình lại phải tiếp tục vào bếp nha bạn. Chuẩn bị đồ ăn trước. Đúng rồi, mấy con nhỏ thì nó sướng rồi, chế mì là xong rồi. Sẵn tụi mình test cái chai dầu mới vừa múc được ở trong cây dầu nha. Dễ vô vậy bạn. Ủa nhìn nó giống mật ong quá anh. Đã không em? Ủa dầu này lạ chứ hả? À dầu này phải có cái gì màu rồi nó mới cháy. Nó cháy nhưng mà nó cháy không có mạnh nha các bạn. Nó phải có màu. Nó như là nó không có mà cháy mạnh bằng xăng vậy, nó như là gì ha. Nhưng mà vẫn cháy rất là dữ các bạn. Dầu từ cây dầu. Nai sờ thì ra cây dầu cháy được. Rồi đầu tiên là mình thì sẽ tiếp tục làm cơm lam nha các bạn. Và đây là số gạo cuối cùng của lam luôn.
Đây chắc được ống tre đủ rồi bạn ơi. Ăn hết buổi tối này mai nhịn đói. Cháu hỏi sao nhịn đói được. Chuyên gia sinh tồn ở đây. Ok. Hello em. Tối nay mình làm bữa hành soạn nha. Còn ở đây thì mình chôm được 4 con cá ăn đại nó bỏ nha bạn. Nó ra nó không thích ăn cá. Để mình coi trong túi hàng kỹ mình có gì nha. Một chai dầu ăn mini. Chiên cá thôi mọi người ơi. Rồi chiên cá nha bạn. Chơi hết nguyên chai luôn chứ giờ. Ok, đậu dầu sôi lên. Rồi thả cá vô chiên thôi. Cá sức môi chiên giòn. Trời ơi, nhức lách. Ờ đã kìa. Trong rừng mà có cá chiên vậy hồi đầu bằng gì nữa. Rồi, ngon lành cành đào luôn các bạn ơi. Wow. Vàng ươm luôn. Rồi để cơm lam của con ăn nữa là có thể ăn cơm được rồi. Rồi tụi mình đến với bữa tối cuối cùng cho khách hôm nay nha bạn. Không còn bữa tối nào nữa. Yeah. Và cặp đôi 3 sao lại tiếp tục ăn trước. Mấy anh đó ăn mì không? Không có gì quay đâu các bạn. Lại là cơm lam thôi chứ biết ăn gì giờ các bạn. Đúng rồi. Thấy nghe thấy đây có nước nữa bạn. Bạn chắc đó là bậy anh. Còn ra gạo sống nữa kìa. Là sao ta kìa. Thằng này phèo nữa ta. Không, không phèo đâu. Không vui rồi, không vui rồi. Bạn này cái ống bự chứ hả? Ống bự ăn mới ngon anh, nhiều cơm. Rồi, hết trọn đêm nay luôn. Thôi 999. Đây, chúng ta được ống cơm lam ăn nấu lúc nào ở trên đây nó cũng sống hết nè mà. Nó kỹ ta. Dạ, hay cho em để cái nó chỉ cái chín được nữa. Đây anh test thử ngay chỗ này có chín chưa nha. Ok, vẫn là chín đó. Ăn nó ngộ lắm bạn. Cá chiên nha bạn. Tiếp theo là cái này là cái lon bò hút cuốn ăn thì mình sẽ dùng nó để xí ớt. Cho nước mắm vô bạn. Nước mắm ớt nha bạn. Xe miếng cá nè. Xe miếng cá. Giấm miếng nước mắm. Còn mẹ cà dứa. Cà dứa. Ăn miếng cơm vô. Được em, chỉ cay mà ngon. Giòn giòn, cay cay. Cơm dẻo nữa. Trời ơi cất. Ủa, trái ớt gì đâu mà ăn vô cái cay liền luôn anh. Ớt cay cực. Trong rừng mà có cá chiên nước mắm. Hình như ăn luôn được cá xương luôn nè. Ừ, anh chiên giòn. Nói chung là bên ba sao tụi mình chỉ ăn vậy thôi các bạn. Đơn giản cực kỳ luôn. Mà lại ngon nữa. Ừ. Chăn giả luôn, yêu đi rừng vậy. Còn mấy thằng 3-4-5 sao thì chắc chắn là ăn mì chứ gì vậy? Đúng không? 4 sao là quá em... chuẩn. 3 sao ăn gì nè. Tiếp theo là ăn mì chứ anh. Cuộc sống mình gắn liền với mì rồi. Anh nghe nói ăn mì nhiều với chải, em đi chải không em? Không anh. Xạo. Có không? Phải đi heo quá. Vậy là chải gì rồi. Rồi nước cũng đã sôi rồi. Này là mình mượn con đại nha. Nãy nước mình bị đổ. 3 sao mượn 5 sao rồi không? Không sao anh. Lá lành đùm lá rách. Này không ăn mì chắc không có ai đâu quay ấy bạn. Tiếp theo là mình, 5 sao. Tới nay mình sẽ ăn tteokbokki phô mai. Mình mix với lại cái mì tương đen luôn nha các bạn. Hay, bỏ hai cái vô ăn luôn. Bữa tối cuối cùng rồi. Ờ, đang có gia vị luôn kìa, đang có gia vị luôn kìa. Ây da, quên. Gói đang ngon lắm em. Em biết mà anh có muối chút nữa em ăn sao. Bỏ mì vào trụng luôn nha. Mấy nãy lời mời quá mình với ăn xong luôn các bạn ơi. Chán nó thiệt ha. Ok. Đi thôi ăn ơi. Cho mấy trẻ lời mời đi. Đồng quách. Many many minutes later. Mì mình xoay rồi bạn ơi. Bỏ cái rau vô thôi. Cái này là có rau của tteokbokki nha. Cái này chả cá chứ. Đây mới là nó rau của mì tương đen nè. Thấy ok đó. Bây giờ mình sẽ chắc bớt nước ra và bỏ cái gói này vô ăn nha. Mình chắc cái sốt của tteokbokki. Ok. Bước cuối cùng. Đây chắc phô mai quá các bạn. Tại thấy cái bịch tteokbokki màu vàng. Nghĩ là phô mai. Thấy chưa? Ngay mà. Trộn đều lên và hướng khớp thôi.
Nó thơm, nó thơm phô mai mà nó béo ghê luôn á. Ngon lắm. Uống Fanta. Và cuối cùng, tráng miệng là một quả cam cuối cùng của mình. Rồi, đợi mấy hàng này lâu quá các bạn. Tới theo là 4 sao nha. Tối nay mình sẽ ăn phở mì nha. Mình thử chế tạo món mình ăn thử rồi. Cho phở vô trước. Cái mì này mình đi núi, đi gần chứ lộn. Nó bị bể hết trơn, nóng luôn. Cho thêm miếng xúc xích nữa. Đồ ăn 4 sao các bạn. Đâu phải thua kém được. Dạ nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Bây giờ để cho nó sôi mềm và ăn thôi. Rồi xong, rồi phở với mì cũng đã chín rồi nha các bạn. Mình sẽ đem ra rớt thôi. Trời ơi, nó rút hết nước luôn rồi các bạn ơi. Hơi ít nước, nhưng không sao, vẫn ăn được. Mì. Cái mì ba miền này nó thơm. Biết cái mì mềm ta. À không, mì bò đâu thơm chứ. Thầy này nó thơm quá, thêm miếng phở nữa. Buổi tối mình chỉ ăn mì với phở nha các bạn. Rồi tình hình là tối tối nha các bạn. Và đêm hôm nay thì nó đỡ lạnh hơn đêm hôm qua rất là nhiều. Hôm qua là giờ này là lạnh lắm các bạn. Hôm nay là thấy đỡ đỡ rồi. Và mình đã có một cái ý tưởng rất là sáng tạo. Ăn trời anh em. Ok anh. Mấy con cu nó ngủ hết rồi các bạn. Nó ăn cũng hết đồ các bạn ơi. Nó đem bao nhiêu là mấy ekip đồ ăn ké của nó hết rồi. Ngon. Túi. Túi ngủ em ơi. Thôi là hơi cái này là như túi ngủ nhưng mà nó không biết xài ha. Cái này này nó phung phí quá. Đu cái đít vô. Trời ơi nó tuyệt vời mặt trời đúng không em? Giờ em cảm thấy nó ấm áp hơn từng xíu mà. Ok, tụi mình ngủ đi nha bạn. Rồi, tới sáng rồi nha các bạn. Tối qua có được cái túi Doraemon này ngủ rất là tuyệt vời, túi không giờ Noel. Với lại đêm nay nó không có lạnh mà đêm hôm qua. Không cần phải đốt lửa các bạn. Vậy em ơi. Bây giờ ăn sáng ăn rồi. Vậy. Để mình coi coi còn bao nhiêu tiếng nữa là tới giờ nha bạn. Được 48 tiếng rồi. Giờ sáng là các kiểu đó là chắc là đủ giờ luôn các bạn. Kết câu. Ok, tụi mình đến với bữa sáng cuối cùng của cái chuỗi thử thách 50 giờ trong rừng này nha bạn. Rồi chúng ta không cần đón đâu bạn. Đại mì á em. Mì gà cay phô mai anh. Sáng sớm ăn mì cay rồi thấy công chuyện. Ủa cái túi em đâu rồi? Chết cha, túi em tối qua có vị đậu hũ nào lấy rồi anh ơi. Nhưng mà kỳ cái là lấy túi chứ không lấy đồ ăn. Lạ vậy á. Vậy là người ta biết gì, người ta cướp có tâm á em. Đúng rồi anh. Cái đồ ăn có em đói sao đúng không? Có thể là vậy á. Có vậy. Chúng ta phải tuyên dương những người cướp như vậy em. Còn vậy ăn mì đó em. Đúng rồi. Mì gì á? Mì... Mì gì nữa? Bio Giang gì á? Mà nó nát luôn hả? Thôi được em biết ăn mì mà. Nói chung là mấy thằng 4 sao 5 sao là ăn mì. Còn Toàn không ăn mì hả Toàn? Không anh, ăn phải ăn đồ hộp với anh, cho nhanh lẹ. Chứ em còn mì không? Còn gói nè. Nè nó cũng còn có mì nè. Thôi anh, nhưng mà thôi ăn đồ hộp cho. Ăn mì luôn, giống như mà hàng mì luôn đi. Mấy đứa đi sinh tồn. Ăn mì rất là chán nè, nhìn nè. 2 sao, 1 sao là 3 sao nè. Đây là cái đồ nó mọc dao. Cái đèn. Mặt ong rừng, các bạn đi rừng là phải có mặt ong rừng. Nó tên là hoa xiến chi. Trong rừng có hoa xiết chì đó là. Đây. Anh luôn chừa buổi sáng lại cho anh em mình. Ở đây anh có 3 trái ớt. Really anh nhường cho em hết 2 trái. Thấy không? Em còn gì trong đây không? Giấu còn, còn anh. Oh my god, cho em 3 trái luôn. Rồi, mở ra anh. Em ăn luôn anh. Ờ, ăn em. Mật ong thì mình sẽ pha vào trong nước suối các bạn. Đưa đường, đường pha hết anh, cho em xíu nữa. Em sẽ ăn gì thế này nè anh. Ồ oh. Nút. Trời ơi. Oh my god, nóng dữ à.
quậy lên cái mình quậy nước mật ong nha bạn. Mật ong nó giúp diệt khuẩn với lại tăng thêm đường rồi để giúp cái chặng đi về 2 tiếng đồng hồ đi rừng. Nặng ly vô. Ớt ngon em. Ngon lắm anh. Ngon lắm. Ăn cái này ngon hơn nè anh. Cái này ăn cái đó không cay đâu, ăn cái này ngon hơn nè. Ờ thì ra hôm nay là thằng cameraman nó ăn tại cái này không các bạn. Thì nó quỷ. Ờ nó phải người rồi, nó ăn barbecue chip. Ăn snack siêu cay, nó cho anh em mình ra. Anh phải ăn chứ. Em nói thiệt á, hài chết chứ em không ăn cái loại này. Ăn cái này còn chết đau đớn hơn nữa anh à. Rồi tụi mình đủ 50 giờ rồi bạn ơi. 50 giờ rồi, mừng quá. Lỗ 6 phút luôn rồi. Có khỏi khu gần này rồi. Tụi nói chung là tụi mình đã đủ 50 giờ. Và trước khi kết thúc video thì tụi mình ra thăm cái lưới bát quái của một đại đem heo. Nó bỏ bánh gì vô các bạn. Và nó bỏ dưới suối, bây giờ mình ra review cái luôn rồi kết thúc video luôn nha. Đi. Ok. Đi thôi. Còn cái lưới bát quái này vô hết coi. Tớ. Ô. Cá. Tép. Tôm. Có hiện đấy bạn ơi. Anh coi ra dính cá gì vậy? Nó nhảy kìa. Con nhảy vậy vậy vậy. Con cá đẹp ghê nè, con cá đẹp ghê nè. Con cá đẹp ghê nữa bạn. Tuy nhiên cá lóc luôn nè. Thấy không? Đẹp ghê không? Cá lóc rồng. Cá lóc suối bạn. Quá đẹp luôn, mình sẽ hả nó nha bạn. Ăn gì con này. Rồi tiếp theo là con cá đẹp lắm. Nhìn giống mấy con cá dưới chân quá. Giống mấy con cá đĩa chân ghê ha. Cá lóc tục bay. Rồi tiếp theo là mấy con tôm kìa. Đâu tôm đâu? Tôm đi kìa, nó đi bộ kìa. Ở bên đây hai con luôn nè. Đây đây con này. Mã nái luôn nè. Chà, có cái lưới này coi bộn cũng bộn quá ta. Thôi tôm này nó quay tay ngộ lắm bạn, nó quay có một tay bên đây à. Đây là còn gọi là tôm quay tay nha. Tôm lực sĩ. Quá tuyệt vời luôn. Nói chung là cái lưới bắt quái này khá là ok luôn nha bạn. Bắt toàn là cá con không. Đem cái này đi trên toàn thì chắc là tạp. Rồi gom lại đi dài. Gom cái lưới này dài luôn nha. Rồi rửa mặt cái nước trong quá bạn, nước suối này nó lạnh mát lắm như Đà Lạt vậy á. Lưới này có thể xuất hiện được không anh? Ôi cái gì kìa, Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây nha bạn. Lý hôm nay là vô rừng 50 giờ tấu hài đồ các kiểu. Ok, ai trải nghiệm tuyệt vời không anh? Tuyệt vời lắm anh, nhưng mà hơi mệt anh. Hình như là không đầy đủ đồ ăn cho lắm. Tuyệt vời đối với hàng 5 sao, sao 4 sao thôi nha các bạn. Ok, bạn đã thích video này, đây một like, chia sẻ. Nếu bây giờ đẹp đủ 300k like, tụi mình sẽ có 50 giờ ở phiên bản sa mạc nè. Tên máy bay đồ các kiểu. Ở trên máy bay thì được. Cảm ơn các bạn. Ghi đá nữa mày. Nó tỉnh đá nữa kìa.